Take a look at what happened. Các hình ảnh tại sự kiện cho thấy một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện vận động cử tri của ông Donald Trump vào chiều ngày 13 tháng 7, tức sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam, khiến ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa bị thương. Vụ xả súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở tiểu bang Pennsylvania. Phóng viên Merrill Confield của tờ Washington Post cho biết công tố viên quận Butler, Richard Goldinger tiết lộ rằng ông Donald Trump đã bị đạn sượt qua nhưng vẫn an toàn. Tuy nhiên, vụ nổ súng đã làm một khán giả có mặt tại cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, các nguồn tin tại hiện trường cho biết ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Butler, Pennsylvania. Theo truyền thông sở tại, ông Trump đã bị thương ở vùng tai phải trước khi được nhân viên mật vụ bảo vệ và hộ tống khỏi buộc phát biểu. Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ cũng đã xác nhận ông Donald Trump bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn.